Hello mọi người. Thì hôm nay em cùng với chị của em sẽ giới thiệu đến mọi người cây kim ngân. Thì cây kim ngân nó là một loại cây trang trí mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, ý nghĩa phong thủy và cách trồng chăm sóc cây kim nhất đẹp nhất là gì thì mọi người hãy cùng em tìm hiểu trong clip này. Thì kim ngân được biết đến là một trong số những loại cây mang lại điều tốt lành, may mắn và có nhiều ý nghĩa phong thủy với gia chủ. Chính vì vậy mà đây được coi là một loài cây ưa chuộng ở nước ta. Cùng tìm hiểu về phong thủy của loài cây này. Thì trước hết và về nguồn gốc của cây kim ngân, cây trong cái tên kim ngân thì ngân có nghĩa là ngân lượng, tiền bạc. Nên cây kim ngân thường gắn với sự may mắn, thịnh vượng, mong cầu sự trù phú trong cuộc sống. Tên tiếng Anh của cây là Pachyrhamnichi, cũng liên quan tới tiền bạc. Tên khoa học là Parachi aquatica. Kim ngân được coi là được bắt nguồn từ Trung và Nam Mỹ. Còn về đặc điểm chính của cây này thì khu vực sinh trưởng chủ yếu của cây kim ngân là ở đầm lầy. Cây này còn được gọi là cây bím tóc bởi vì thân của nó có thể xoắn lại độc đáo mà dân gian hay gọi là cây bím tóc hay cây còn thắt bím. Kim ngân là một loài cây bóng râm, ưa ánh sáng yếu, vì vậy khi trồng thì khi trồng trong nhà thì vẫn có thể phát triển được tốt. Thì cây kim ngân có hai dạng, đó là cây cảnh, cây trồng trong chậu nhỏ hoặc là bình thủy sinh, thân cây xoắn vào nhau, lá xanh và mọc sum xê khoảng 5 đến 6 cành một cành. Còn cây ngoài tự nhiên thì cây có thể cao tới là 18 mét, cây có thể ra hoa và kết trái được. Cây kim ngân thì sẽ ra hoa khi được trồng trong tự nhiên với điều kiện thời tiết phù hợp. Hoa của cây kim ngân khá to, mọc đơn, có màu trắng hoặc đỏ. Còn cây kim ngân nở hoa nghĩa là thể hiện cho sự tài lộc may mắn, nở rộ. Hoa thì có hình trứng hơi rỗng giống như một trái bơ, chuyển màu nâu khi chín. Còn bên trong của quả thì có thể chứa đến 15 đến 20 hạt. Về ý nghĩa phong thủy của cây kim ngân này thì cây kim ngân này có cái dáng vững chãi hiên ngang như thế này á, thân bệnh xoắn có thể xoắn vào nhau nhá. Thì cái hình tượng trưng cho đoàn kết này, vững vàng và trước vững vàng trong những cái sóng gió đó. Thì cái lá của nó sum xuê này, nó xòe ra như thế này, xanh tốt, sẽ mang lại cái vượng phong thủy tiền bạc cho mình, hàm chứa sức sống mãnh liệt nhá. Chính vì thế mà người ta cho rằng đặt cây kim ngân này trong nhà thì và những nơi mà mình có thể tiếp xúc liên quan đến tiền ấy, thì nó sẽ mang lại nhiều may mắn tiền tài cho chúng ta đó, cho gia đình của mình. Cây kim ngân thì cũng thường được ưa chuộng tại vì là đặt cái cây này ở bàn làm việc này hay là cơ quan sẽ mang lại cái may mắn và vượng khí tốt lành cho gia đình, cho bản thân chúng ta và cho công ty nữa đó. Thì một số cây kim ngân này trồng trong chậu cũng sẽ mang nhiều ý nghĩa nhá. Ý là số cây ấy, thì ví dụ như là một cây thì là trụ thiên, trồng một cây thì sẽ là một cây duy nhất và thân cây to và mập mạp. Đó thì nó sẽ vững chãi và kiên định. Còn về trồng ba cây tết lại với nhau sẽ mang ý nghĩa như là song hành và nó có nghĩa là phúc lộc thọ, là ba cây như thế này. Ba cây trồng với nhau đó. Còn thế phúc lộc thọ an khang có nghĩa là nó sẽ trồng 5 cây và biểu tượng cho 5 yếu tố trên đó là hòa hợp và song hành nhá. Và cây kim ngân này thì hợp với mệnh gì, tuổi gì thì chúng ta sẽ cùng theo dõi là gì nhỉ? Cái lá kim ngân này nó xòe 5 lá đây, 5 nhánh và biểu tượng cho sự cân bằng 5 yếu tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nhá. Vì vậy mà cây kim ngân này hầu như là không tương khắc với cái mệnh nào trong phong thủy. Thế nhưng khi có được những cái sự kết hợp này thì tiền tài sẽ càng phát triển đó. Thân cây thì có màu nâu này, kích thước thì khoảng 50
chiếm 50% diện tích cả cây, và cây này thì hợp với cả mệnh thổ và mệnh kim. Tán thì tán lá của nó thì rất là rộng nhá, và lá xanh mướt hợp với mệnh mộc và hỏa đó. Mệnh hỏa và mà thủy thì sẽ tương sinh với đặc điểm của cây. Cây kim ngân này hợp với hầu hết tất cả các tuổi, các mệnh luôn, nên là cây kim này khắc phục được cái nhược điểm vậy tính cách của con người ở như là tuổi Tuất này, tuổi Thân hay là tuổi Tý đó. Đa số những người mà ở cái tuổi này thì nó đã chân thành rồi, tốt bụng rồi, cũng như vậy, cũng vì vậy mà họ hay bị lợi dụng đó. Cây kim ngân này sẽ mang lại cái sự hài hòa và chỉ đường công việc hay là cái hướng đi đúng của mình để đạt được thành công đó. Về về cách trồng và cách chăm sóc Thì cách trồng chăm sóc thì có rất là nhiều cách trồng, và thứ hai là về kỹ thuật trồng cây kim ngân. Đất trồng thì mọi người nên dùng đất vi sinh chứa nhiều dinh dưỡng, đất tơi xốp và màu mỡ, trộn mùn gỗ ủ hoai mục, hoặc là bạn có thể sử dụng đất TS2 có phần thành phần kích thích rễ lớn nhanh này, giúp cây hút nước và chất dinh dưỡng nhanh chóng. Còn về phương pháp trồng cây kim ngân, nó có thể trồng bằng hạt hoặc là dâm cành được. Thời gian dâm cành tốt nhất là vào khoảng mùa hè, đầu mùa hè. Còn kỹ thuật trồng thì đầu tiên là bạn phải rải một ít sỏi vào đáy chậu để cây thoát nước tốt, rồi để cho đất vào 1/2 chậu. Sau đó thì bỏ cây vào, cho nốt phần đất còn lại rồi ấn chặt để định vị cây thẳng đứng. Bạn tưới đẫm nước cho cây rồi đặt ở bóng mát tới khi cây ra rễ thì mới chuyển qua nơi nắng phù hợp. Còn về kỹ thuật chăm sóc, trước hết là nước tưới. Nước tưới thì không cần tưới nước quá nhiều. Nếu trong nhà thì có thể tưới nước mỗi tuần một lần theo kiểu phun sương. Còn ngoài tự nhiên thì một đến 5 lần tưới nước. Còn trong về chất dinh dưỡng thì bạn có thể bón phân NPK cho cây. Ngoài ra bạn có thể hòa phân vào nước rồi tưới quanh gốc mỗi 1 đến 2 tháng, bón cho cây một lần là đủ. Còn về nhiệt độ ấy, cây tự nhiên sống tốt ở nhiệt độ là khoảng 10 cho đến 40 độ C, nên là đất trồng trong nhà sẽ phù hợp là khoảng vào 15 đến 25 độ độ C. Cây kim ngân sẽ bị sốc nhiệt khi đột ngột bị chuyển từ nơi có ánh nắng nóng ống gắt sang nơi có nhiệt độ lạnh và ngược lại. Vì vậy hãy đặt cây ở trong phòng bình thường để cây quen nhiệt độ, rồi sau đó thì bạn có thể để cây ở trong phòng với nhiệt độ ở điều hòa thì cây vẫn có thể sống tốt. Còn về ánh sáng ấy thì cây kim ngân không cần ở nơi nắng quá gắt, vì vậy hãy để cây ở những nơi có lượng nắng vừa phải, không bị cháy, để tránh trường hợp là bị cháy lá và làm cho cây bị héo úa. Còn về giá mua của cây kim ngân ấy thì tùy vào size và kích thước. Thì cây kim ngân nhà em thì nó có là hai size, và có hai loại, một là thủy sinh in size to và một là chậu đất size nhỏ. Thì nó sẽ dao động vào từ khoảng 200 cho đến 350, tùy vào loại cây, thì mọi người có thể tham khảo thêm. Thì các bạn có thể tới ngay showroom 39 cây đời để có thể ngắm và xem cây, hoặc là có thể liên hệ trực tiếp qua hotline em để ở góc trái màn hình, hoặc là để lại bình luận dưới cái clip này để em có thể tư vấn trực tiếp cho mọi người. Bye mọi người. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều.